Rồi, chào tất cả các bạn nha, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Thì sáng nay đi dạo vòng thăm vườn mà sẵn mình sẽ nói cho các bạn nghe về công dụng của con gắn lục đuôi đỏ sau 2 ngày mình ăn đó nha. Thì gửi hồi mình sẽ hướng dẫn các bạn mà về cái vụ mà làm bẫy sau mà làm lưới lớn không làm lưới nhỏ, các bạn lỗ lớn không làm lỗ nhỏ nha. Thì bây giờ mình sẽ nói về gắn lục đuôi đỏ trước. Thì gắn lục đuôi đỏ mấy bạn thấy nó ghê vậy đó, chắc ít người biết về ăn được nói ha. Thấy nó ghê, thấy nó độc, tính đâu ăn không được, nhưng mà thực chất thì con nó ăn được nha bạn. Mà thịt nó thì rất là ngon. Nó là bây giờ là thuộc dạng đặc sản luôn rồi đó. Thì thì các loại gắn độc thì con nào cũng vậy hết. Mấy bạn chỉ việc chặt cái đầu dục bỏ. Mà tốt nhất là đừng có dục, đem đi quả thiêu, đốt cho nó tàn cho là tốt nhất. Thì cái mình thì vô tư, mấy bạn cứ mần ăn thoải mái. Gắn lục hay là gắn hổ hay là mái gầm, cặp nông, cặp nia, cái gì cũng vậy. Con nào ăn thịt cũng được hết. Mà mấy con càng độc ăn thịt càng ngon các bạn. Giờ mình sẽ nói về lục đuôi đỏ để con mình mới ăn cái hơi hổm đó. Thì nướng ra thì nó thì ít thịt lắm. Nướng ra nó teo lại chỉ còn da với lại xương thôi mà. Bạn ăn cái da với lại nhai luôn xương. Thì thịt nó ngọt lắm các bạn. Nhiều bạn nói mình nó chơi không ăn, nhưng mà thật chất là mình làm thiệt. Tại con đó ngon lắm, các bạn không biết thôi chứ con đó thịt nó cực kỳ ngon. Thuộc loại là đặc sản luôn nha các bạn. Thì ăn con đó cái công dụng đầu tiên là chỉ đói, các bạn có nó mới ăn nhiều sẽ hết đói nha. Rồi cái mình lúc đầu mình cũng mới dính lần đầu nữa, mình cũng không có biết nhiều, mình làm nó chết rồi bỏ thì uổng phí quá. Mình thấy cũng có người ngâm rượu nhưng mà mình không có ngâm. Mình mới lên trên Google mình tra cứu khoảng hơn tiếng nửa tiếng rồi mình thấy người ta cũng ăn nhiều các bạn, quất luôn. Bắt đầu nghiên cứu coi món nào ngon đó, mình thấy cái món nướng là hấp dẫn nhất, người ta nói ngon nhất, với lại chị nhức lưng đồ cũng tốt. Còn nhầm người nói đốt nó tán phần đuôi đỏ đó bạn, hít chị diêm son cũng tốt, mà mình không biết cái đó có không nên mình làm trước nướng đi. Mình nướng quất trước, ra thì mình ra mình nướng mình quất luôn. Thì ăn thịt thì cũng rất là ngon. Ngon thiệt, cực kỳ ngon luôn chứ không phải ngon. Ngon hơn gắn mà nước thôi, nước mọi rất là nhiều, ngon hơn hành. Nếu mấy bạn mà đang ăn mấy món gắn bình thường kia ha, nếu bạn nào dám ăn con lục đuôi đỏ ha, bảo đảm sang gắn lục không không ăn gắn kia nữa. Thịt nó ngon hơn mấy kia nhiều lắm. Nó thơm với lại béo và có vị ngọt đã lắm các bạn. Phê. Nói chung là ngon. Còn về công dụng mà chỉ nhức lưng á thì cái đó mình công nhận. Ốc quá trời ốc bà ơi. Wow. Sáng hàng ốc làm gì nữa. Cá lóc nữa cả. Cá lóc tắp. Thì công dụng chỉ nhức lưng đó, thì mấy bạn nếu các bạn nào có ăn gắn chung á, gắn chung mà xào lá nhào hay xào lá cách á, gắn chung là chỉ nhức cũng rất là hay đó. Nhưng mà mình ăn gắn lục đuôi đỏ là thấy là hiệu quả hơn con gắn chung luôn. Ăn xong là qua ngày sau là mình mấy là khỏe liền, xương sống là khỏe liền. Mấy ngày lội thăm bẫy đó cực nhức lưng các bạn. Quất con đó xong sáng thức dậy tỉnh khô luôn. Và khỏe lắm. Tới bữa nay vẫn còn hiệu quả nè bạn, vẫn còn hiệu quả tốt. Thì các bạn cứ mơ mốt có gặp nó thì cứ việc bắt ăn bình thường, nhưng mà tốt nhất là tránh xa nó, đập chết nó nha các bạn. Rồi về xử lý cẩn thận cái phần đầu nó, cứ chặt bỏ, chặt bỏ con đầu đem đi quả thiêu, đốt cho nó tàn cho là tốt. Rồi cái thịt thì mấy bạn cứ vô tư, có thể nướng, nướng là ngon nhất, hay là nấu cháo. Nếu bạn nấu cháo để ra nước màu xanh, các bạn nhìn hơi kinh thôi nhưng mà ăn cũng rất là ngon, thịt nó ngọt lắm. Hay là các bạn xào sả ớt hoặc băm cái xào lá cách hay là nhào cũng rất là ngon. Nói chung con đó là ăn ngon lắm. Mai mốt mà lỡ mình có dính, lỡ xui xui mình có dính nha, mình cũng quất nó nữa, dễ gì tha nó được nha, sẽ làm mà chế biến món khác. Mà lỡ xui dính nó thôi chứ mình cũng không có muốn dính nó nữa, nó cũng không có giá trị gì, chỉ ăn được thịt ngon à. Nó có mấy trái mận ngon quá. Thì mấy bạn nhiều bạn thắc mắc lục đuôi đỏ sao ăn không được nha bạn. Thì mình sáng nay mình giải thích vậy đó, ăn vẫn được bình thường, sau 2 ngày mình vẫn còn sống bình thường nè. Dễ gì chết được, nếu chết thì đâu còn ông phụng, đâu còn đối thủ thì mạng xã hội YouTube mà phải gắn mất vui nha bạn. Nói nó chơi thôi chứ chết chóc vậy bạn ơi. Thịt nó ngon lắm, ngon cực kỳ luôn.
Thì nó không phải gắn lục đuôi đỏ không nghe, gắn lục thường cũng vậy. Mấy con gắn lục mà mỏ nhọn hay là gắn lục ngoài ăn cũng được. Tại mấy con gắn lục á, nó sống ở trên cây, nó di chuyển trên cây không ạ, nó di chuyển tốc độ nhanh, cũng như nó là vận động viên chạy bộ rồi đó, nên thịt nó rất là chắc các bạn. Mấy con nó vận động nhiều nên thịt nó chắc, ăn rất là ngon. Tại mấy bạn thấy ghê, ít ăn thôi chứ mình cũng ít ăn loại đó lắm, nhưng mà biết là cái loại đó ăn rất là ngon. Thì mình cũng ăn tạp với lắm mà. Gắn thì mình cũng ăn nhiều rồi, đủ loại hết, loại nào mình hầu như mình cũng có ăn hết, nhưng mà thấy cũng bình thường à. Gắn càng độc, ăn thịt càng ngon, nhưng mà cẩn thận với cái độc tố trong cái răng nanh của nó. Độc cá lóc quá trời bạn, nước bữa nay cũng độc gông mà mương mình lâu ngày không đi, thấy ốc quá trời ốc luôn rồi. Này mà đi vớt chắc nhiều, hồi đó cá lóc táp nữa kìa, nãy giờ gặp ba con rồi đó. Thì một chút mình về nhà mình sẽ hướng dẫn, thì mình nói sơ lược gì là gắn lục đuôi đỏ như thôi. Mấy bạn gặp nó, bạn cứ việc bắt tiêu diệt mần về ăn thịt hoặc là ngâm rượu. Thì tiêu diệt nó cũng tốt, như bạn loại đó nó rất là độc, sinh sản rất là lẹ, nên gặp con nào tiêu diệt con đó chắc cú. Hiện chút nó về nhà mình sẽ hướng dẫn, nói sơ lược về cái vụ mà làm mà bẫy rắn, tại sao mình làm lỗ mà phân hai lỗ bự mà không làm lỗ nhỏ để tránh cạt đầu nữa bạn. Chút mình về mình lấy cái bẫy mình nói cho bạn nghe luôn. Sáng nay trời nắng tốt, bữa nay hy vọng là không có mưa. Giờ mình có cái trồng mới bưởi nha, chuối chuối tao quả đây mình trồng cũng nhiều lắm, dòng về nhà chỗ cũ nữa rồi. Dòng chuối gãy nha, cái cốc đó bự ghê hồn, cốc thường nó bự ghê hồn. Đây nè, bữa hổm mình mặn gắn lục xong bỏ cái mặt vô đây bạn, vô cái keo rượu cá ngựa mình nè. À, thấy cái mặt trắng tư rồi nè, chỉ màu trắng là nó như cái trứng vậy nè. Đó. Đó, mặt nó cũng quý lắm mà. Đó, bạn thấy keo rượu mình hấp dẫn chưa, này mình xử hoành khúc rồi nè. Ủa cái này cũng sung lắm bạn, đã lắm. Rồi giờ mình sẽ ra mình hướng dẫn các bạn cái bẫy rắn của mình nha, công dụng của cái bẫy rắn của mình, để mấy bạn có nhiều bạn thắc mắc mình nay mình nói luôn. Thì đây là cái bẫy rắn chuẩn của mình là lỗ lứ 1/2 đây, lỗ lứ rất là bự. Nhiều bạn nói tại sao mà làm thấy mình thâm bẫy dính cạc đầu rồi đó, sao không làm lỗ mà 8 ly hoặc là 1 phân cho nó đỡ cạc đầu. Mấy bạn, mấy bạn nói cái đó là mấy bạn chắc chưa đặt bẫy nên không thể nói cái câu đó. Thực tế là lưới lỗ nào gắn vẫn cạc đầu hết nha bạn, lỗ lớn thì gắn lớn cạc đầu, lỗ nhỏ thì gắn nhỏ cạc đầu, chứ không phải là làm lỗ nhỏ mà gắn nhỏ không cạc đầu nha bạn. Lưới này thuộc dạng là lưới lựa đó bạn, gắn này ha, lỗ này có gắn cân 100 g hoặc 150 g trở xuống vẫn chui ra lọt. Cái này là gọi là lưới lựa đó, gắn nhỏ vô vẫn chui ra được. Còn mấy bạn mà làm lưới lỗ 8 phân nha, mấy bạn đi đặt bẫy đi, gắn con bằng đầu đũa vậy nè, nửa ngón tay út rồi nè, nó vô rồi bị chuột cắn chết, hoặc không cắn chết thì nó chạy ra cũng bị cạc đầu y chang, cạc đầu gắn nhỏ không. Cái đó là bắt gắn nhỏ còn dữ hơn cái lỗ lưới này nữa các bạn, hoặc là 1 phân. Còn nhiều bạn nói cái lỗ lưới lỗ nhỏ, lỗ càng nhỏ thì cọng lưới nó mềm, không phải nha, lỗ nhỏ vẫn có cọng lưới chắc bự, tại mấy bạn không biết chỗ mua rồi, cọng lưới vẫn bự hơn cái cọng này luôn mà vẫn lỗ 8 phân 8 ly á. Đó. Đây cái đó là công dụng của bẫy rắn mà mấy bạn nhiều bạn nói tại sao mà không làm lỗ 8 ly hoặc là 1 phân cho đỡ kẹt đầu. Cái đó là không có đâu, mấy bạn làm cái đó vẫn bị kẹt đầu, thậm chí kẹt đầu còn dữ hơn lỗ này nữa. Mà cái lỗ này kẹt đầu thì còn đỡ nha, kẹt đầu là con khoảng 150 g, 200 g, 300 g mới kẹt đầu. Còn cái lỗ kia là mấy cái bạn đặt thử đi, con nào nó vô ha, lưới ha, con bằng đầu đũa nửa con tay út, gắn cả đó đó, chút 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 thôi dính, các bạn làm gì vậy? Nó kẹt đầu còn dữ hơn nữa, với lại vô bị chuột cắn chết nữa, gắn nhỏ nó vô là bị chuột làm thịt liền, cái đó là quá uổng rồi. Còn cái này là lưới nè, thuộc dạng là lưới lựa, gắn gắn khoảng 100 g thì chắc cú là chui ra được, nó vô nó ăn mồi vẫn chui ra được, hoặc là nó vô nó bị chuột cắn nó vẫn chạy ra ngoài được. Còn con nào mà chạy ra không được mới bị kẹt đầu đó thôi, cái đó là con bự rồi, con 150 200 g nó mới kẹt đầu. Còn lỗ nhỏ thì thôi thôi khỏi nói, thì gắn nhỏ dữ lắm các bạn ơi, gắn chút 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 không luôn,
cái này là nó vô vẫn lọt ra được. Cái đó là số thắc mắc. Ừ, có gì đâu, số thắc mắc về cái lỗ lưới của mình làm 1/2 các bạn. Một cái lợi hại nữa là lưới này á, lỗ lớn các bạn làm bẫy rất là mau. Mắc lưới nữa các bạn ha, nó xa 1/2 nó mới có mắc rất là mau. Còn mấy bạn mà làm lưới mà lỗ 8 ly ha, là ba hai bắt này bằng ba lỗ kia đó, bạn bẻ vô cực lắm, lâu lắm. Thì đặt nó cũng khó khăn nữa, khó khăn trong việc gỡ gác ra nữa, cái hôm cũng làm khó. Mà nó rất là, nói chung nhịn bẫy nó không có đẹp. Bởi vì tại sao mình làm lưới mà đa số bạn thấy làm lưới lỗ 1/2 không, kẹt đầu bình thường nhóc hết trơn, nhưng mà vẫn người ta vẫn làm. Cái đó là lỗ lưới nào vẫn kẹt đầu như nhau, không phải là lỗ lớn mà kẹt đầu nữa bạn. Lỗ lớn thì kẹt đầu lớn, lỗ nhỏ thì kẹt đầu nhỏ rồi, tại gắn nó nhiều lỗ dữ lắm. Nên mình nói sơ lược vậy cho bạn hiểu, để mấy bạn thắc mắc. Cái lỗ này thì làm rất là tiện, đặt rất là nhẹ, cầm nó nhẹ tay, nhưng mà lưới này rất là rẻ, lưới kia mắc lắm bạn ơi. Nhưng mà nặng, khó làm, công làm khó dữ lắm. Bảy mình. Số 7 này chuẩn bị xuất quân rồi, nhưng mà hôm gà chưa có chuột nữa. Bữa nay tới ngày thăm 7 nữa nè, mà không có con chuột luôn bạn ơi. Khổ quá. Bởi vì đặt 7 này khó khăn lắm. Đây còn là ba mấy cái nè. Ba mấy cái với lại ở ngoài trà củi mình còn thêm mấy cái nè, khoảng 40 cái mà chưa có chuột đặt 7. Nên đang đợi chuột mà cũng chưa có nữa. Gì la dữ con. Ừ. Thì sáng sớm mình cũng nói sơ lược với bạn nghe vậy thôi nha, về công dụng của gắn lục đu đỏ với lại cái lỗ lưới mình xài lỗ 1/2 của mình. Ừ. Con chó nè bạn. Có con chó nhỏ nè, nhà con thằng Lu anh lúc này các bạn đi tối ngày sáng đêm luôn, không có ở nhà luôn, lúc nãy đi theo cái không biết mơ mốt chắc bị người ta bắt luôn quá bạn. Mấy bữa trước thì đi sáng sớm nó về, còn bữa nay đi tới cái này nó chưa về nữa. Lúc này mặt mày mình mấy nó xanh xao mà ốm nhom nhách nè, đi gần được tối ngày luôn, vài bữa lên lộ chắc bị người ta làm thịt luôn quá. Còn con này chó cái nó không có đi nữa ở nhà. Đứng lên đây con, kia 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 kia, hóp hóp, đứng lên này, đứng lên, đứng lên. Mà ăn chó này khôn lắm các bạn, nhỏ mà nó khôn ghê luôn. Đứng lên đây, đứng lên con. Đó, bạn thấy đã không? Thôi, chị cũng chào các bạn buổi sáng này nha. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Và ngày mình làm việc mới vui vẻ nha. Chào các bạn.